Thôi, hết phim rồi sao còn còn sần sật vậy? Ủa, bộ Ben không thấy hả? Bạn Speed đi tốc độ nè, với lại bạn Boss nhanh nhẹn nè. Mắc cùi quá đi à, cứ tranh nhau xem ai đẹp hơn, đến mức quên luôn thân thể đó. À, đúng rồi đó. Nhưng mà tranh nhau đến mức đụng vô cột đèn nè, rơi ra từng mảnh luôn mà vẫn không chịu thua, như vậy là không tốt đó Thu. Ừ, đúng rồi đó Ben, phải nhường nhịn nhau thì mới là những em bé ngoan, đúng không Ben? Đúng 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 đúng. Ừ, vậy thì giữa Ben với lại Thư á thì ai đẹp hơn nè? À thì đẹp đi. Ơi gì nhở? Không phải, ý Ben nói là Ben xấu hơn Thư có nghĩa là Thư đẹp hơn Ben á. Ừ đúng rồi. Thôi tụi mình đùa chút xíu thôi à, bây giờ đã đến thời gian tạm biệt các bạn rồi. Ừ, hẹn gặp lại vào tập phim sau nha.